Anh muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối giờ nào anh? Rồi, em thấy cũng vậy à. Ngày mai anh sẽ gặp lại hết các em. Anh cũng đẹp trai. Yeah, anh đẹp trai. Không, ở ngoài anh đẹp trai hơn ở trong hình, thấy chưa? Anh đẹp trai rất là đó, anh cũng còn biết. Thì lần gì trước em thấy anh Bung ở ngoài. Dạ rồi, vậy mai gặp anh Bung nha. Mai gặp. Dạ, bye bye. Học ra đại học vậy đó, xong rồi cứ trưa nào cũng qua bên đó ăn hết ngày này ngày kia đó, là anh biết chị Phương quen trước chứ đúng không? Ngọc quen trước, ông Mai bà Mai của chị đó. Không, chị hận hai người này, chị qua Campuchia bị hai người này mà chị bị qua Campuchia đó. Tự nhiên mai chị qua Campuchia. Ủa lỡ qua Mỹ chị làm người ở mà qua Campuchia chị làm chủ thì sao trời? Dạ, nhưng mà chị cũng tòa nhà đây đẹp. Ý chị khoe chị trắng á trời. Biết luôn. Thật sự chị Phương trắng nhất mà. Vậy thì cho mình dê nướng đi. Dê nướng nè. À, cho hộp dê nướng đi. Dê nướng đậu bắp. Ủa trời, có rồi đó hả? Ok, dê nướng đậu bắp. Bánh bò cầm chìa. À. Rồi em mua một ít ốc cái gì đi, ốc luộc. Ủa sao tới 5 giờ mấy nhanh vậy? Kẹt xe đó chị.
Giang hả? Giống như Việt Nam hồi đó vậy đó. Em có động tác tại cái khung chỗ này không nè. Không sao, nhưng mà tụi anh nhìn là không, đẹp được là không vậy có là em đẹp. Cái môi đẹp thằng khít thì cái ghê được rồi, ok được rồi. Gì mà y con ông này ghê lắm nè, đó thấy chưa biết nè. Y chon. Y chon.